Chào mừng các bạn, hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy một số lỗi mà khi các bạn chạy cái code Python trong cái Visual Studio. Thì ở đây mình có một cái đoạn code của Python rồi mà mình nhấn nút stop thì xuất hiện ra cái lỗi này. Cái lỗi này có nghĩa là bạn chưa có setup cái Python environment vô cái Visual Studio này, và nó nói bạn là phải vô cái trang web này nè, Python này bạn download về bạn cài đặt vô máy nó. Xong bạn cài đặt xong á thì bạn cũng không chạy được đâu, giống như máy mình á, mình đã cài cái Python này vô đây rồi đó, cái Python của mình đây, nhưng mà cái Visual này đâu chạy đâu đó, bấm thì nó báo lỗi gì không à. Thì tại sao? Thì các bạn phải vô cái solution của các bạn, bạn bấm vô cái mục Python Environments nè, đó bấm vô, bạn chuột phải vô đó, bạn bấm chuột phải nha, xong bạn chọn View All Python Environments đó. Vô đây á, bạn thấy giống giống chơi giống quốc à? Có nghĩa là cái trong cái Visual Studio này của các bạn chưa có setup cái Python Environment vô đây, cho nên cái Visual Studio này nó không nhận được, nó không hiểu được cái code đó nó chạy bằng ngôn ngữ gì đó, của Python đó. Bây giờ mình chỉ cần bấm Custom đó, nó hiện ra một cái list ở đây. Đây bây giờ mình sẽ bắt đầu đặt đặt tên description nè, đó, Python đó. Mình không nhớ rõ là Python mình là 7 chấm mấy, hình như 3.8 quá. Ok, cứ để Python thôi, Python 3 thôi. Rồi. Xong á, các bạn thấy không? Bạn thấy chữ prefix path mà nó để là thường thường là OC và Python SY. Các bạn bấm vô cái nút này. Các bạn tìm. Thì một số bạn sẽ cài Python á ở thư mục khác. Thì cái đó do các bạn phải tìm. Thì các bạn cài đặt. À, mình để mình tìm được cái Python mình nằm ở đâu đây. Đây, Python của mình đây 3.7. Đó. Thì các bạn nó để đây nè, để ví dụ là C rồi 2 chấm Python, cái có nghĩa là đi đến ổ C, bạn tìm cái thư mục đầu tiên của cái Python của các bạn. Đây, thư mục đầu tiên của mình đây, bấm select. Vậy thôi. Sửa lại 3.7. Tiếp theo á, interpreter path thì nó gọi là bây giờ bạn đi tới mục C và ram files và tới Python ở đây rồi, đi vô nó tìm cái chữ, tìm cái file python dot exe đó. Thì bây giờ mình sẽ vô lại cái thư mục ổ C đó, vô ram file của mình, tìm cái thư mục python của mình hồi nãy ở đâu rồi đây. Rồi vô đây á, mình sẽ tìm cái file là python.exe đây. Giống như ở đây nó ghi luôn nè, đó, nó hướng dẫn mình mà. Bấm ok. Đó. Xong. Window interpreter. Rồi, cũng đi vô cái thư mục đó luôn, nhưng mà bạn có tìm cái thư mục là python.w. Đó. Cũng đi vô thư mục đó lại nữa. C. Mỗi máy có thể cài khác nhau chứ không phải cài giống nhau các bạn. Các bạn đừng có quá là không không biết nói từ nào luôn á, đừng quá mà ngây thơ mà là ngu, hết sức là ngu luôn, mà nhắn những cái câu, những cái tin nhắn mà câu hỏi mà hỏi hết sức ngây ngô. Có nhiều đứa nhắn, ủa anh ơi sao mấy anh làm như vậy mà mấy em là không không được, không ra như vậy. Do mỗi máy cái lúc các bạn cài đặt nó khóc nó giống nhau hay khác nhau thôi, các bạn phải tự biết là các bạn cài đặt ở đâu thì bạn vô bạn đó bạn tìm bạn chỉnh vô, chứ đừng có hỏi những cái câu mà quá luôn, hết sức là xàm luôn á. Thì có nhiều đứa nó học lập trình mà nó nói chuyện quá trời xàm luôn, mà không biết nó nói gì đâu, nó nói chuyện trên trời đó không à, nó không hiểu một cái vấn đề luôn, nó không coi cái video mà nó nhắn với tin với mình mà nó hỏi mình cũng không biết trả lời sao luôn. Cho nên các bạn coi
Các bạn phải coi kỹ, mình đã nói rồi, các bạn phải tìm cái thư mục mà các bạn đã cài đặt cái Python của bạn vô đó ở đâu, thì bạn các bạn làm như vậy. Cái video này mình chỉ hướng dẫn các bạn thôi, để trong máy của mình đó trong máy của mình đó thì mình cài cái Python nó nằm trong cái thư mục program files S86 đó. Còn có những máy khác người ta cài cái Python nó vô cái thư mục vô ngay trong ổ C luôn, không qua cái thư mục nào nữa đó. Thì giống như ở đây nó ví dụ nè, ví dụ là C vô Python thư mục Python luôn, từ ổ C vô thư mục hoặc Python luôn. Còn của mình đó là từ ổ C vô cái thư mục program files rồi mới tới thư mục Python đó. Rồi mình sẽ tiếp tục là ở đây chọn cái PyTHONW, rồi chọn thư mục này, bấm OK luôn đó. Còn cuối cùng á, chọn cái library path cũng vô lại cái thư mục hồi nãy của mình ở đâu đó, vô đây tìm tới thư mục Python, rồi chọn cái library mà bạn nghe nhìn kỹ nha. Có hai cái library nha, library mà cứ chữ L viết hoa và chữ library chữ L viết thường nha. Đó, nó ghi là L viết hoa, rồi bấm vô. Rồi, chọn thư mục này. Xong. Nói chung đến đây á, bạn đã xong cái phần chỉnh theo cái này rồi, không cần phải chỉnh bất cứ cái gì trong đây nữa. Ok, nó đã để sẵn như thế nào thì các bạn cứ để như vậy thôi. Rồi bạn thấy chữ apply này không, bạn bấm vô đó, bấm refresh nó một cái. Thì các bạn khi các bạn bấm refresh ở đây á, nó sẽ bắt đầu nó tiến hành, nó chạy ra, nó set up, nó điều khiển cái bộ phận bên dưới để nó chỉnh vô cái thư mục, nó set up mọi thứ để nó hiểu được cái thư mục Python của các bạn trong máy tính của các bạn ở đâu. Thì khi vậy á, mỗi lần mà bạn chạy cái code Python á, trong cái Visual Studio á, nó sẽ hiểu và nó chạy được đó. Và cái việc này á, nó phải đợi khoảng ít cũng phải 5-10 phút gì đó nó mới xong được đó. Mình sẽ ngưng một chút xíu và chào các bạn. Sau khi mình đã chờ cài đặt xong, nó setup rồi xong rồi, thì bây giờ nó đã xong vậy rồi, nó hiện ra như vậy. Thì bạn thử coi nó chạy được không nha, bạn bấm start. Environment one. Wow. Để các bạn nghe qua cái thử tắt tắt cái project đó thử coi. Close.
Mình hiểu rồi. Cái này nó bị lỗi là do mình không có chỉnh cái version. Lúc mình chọn á thì nó là 2.7. Cái language version á 2.7 là cái quá cũ rồi. Mà bây giờ đang xài tới 3.5 rồi. 7.5 trở lên rồi, 3.7 luôn rồi. Thì các bạn phải chọn cái phiên bản cái version mới nhất thì nó mới chạy được nha các bạn. Sorry các bạn, nên mình cũng không để ý luôn. Đó, các bạn chọn cái language version này nè, là 3.5. Bạn bấm apply nó là sẽ nó sẽ chạy. Đó, thì xong sau khi bạn làm cái gì xong đó thì bạn bấm nút stop thì nó sẽ bắt đầu chạy. Đó, mọi thứ đều hoạt động. Ok, cảm ơn các bạn đã đón xem video. Hãy nhớ like, share, subscribe cái channel của mình để biết thông tin về những video mới và sắp về kỹ thuật lập trình và những video chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.